Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh đã giảm được 12 đơn vị hành chính cấp xã. Số cán bộ công chức cấp xã dôi dư là 270 người. Theo phương án đề ra, công tác sắp xếp cán bộ công chức cấp xã dôi dư trong toàn tỉnh được thực hiện gắn liền với việc kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy chính quyền và các đoàn thể khi thực hiện đại hội đảng bộ, đoàn thể và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo theo đúng quy định. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp được 249 trên 270 cán bộ công chức dôi dư. Trong đó, 8 cán bộ công chức dôi dư đã giải quyết nghỉ hưu, 132 cán bộ công chức dôi dư đã giải quyết nghỉ theo diện tinh giản biên chế, 10 cán bộ công chức dôi dư thực hiện quy trình tuyển dụng làm công chức cấp huyện, 99 cán bộ công chức dôi dư thực hiện bố trí sắp xếp vị trí công tác khác. Theo lộ trình, đến hết năm 2024 sẽ bố trí xong số cán bộ dôi dư.